đèn nghệ thuật ở vòng xoay công viên Lũ Phước quý vị và các bạn. Mình đang đứng ở bên công viên Lũ Phước view qua nha. Rất là đẹp luôn. Năm nay thì những cái đèn phụ ở dọc đường cũng đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Nguyễn Nhân Cư kính đại và kính đại. Nguyễn Nhân Cư xin trước mặt quý anh chị và các bạn, đó là cổng của công viên Lũ Phước nha. Năm nay làm đèn nghệ thuật cũng rất là đẹp. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Ok, bây giờ thì mời quý anh chị và các bạn cùng mình đi xuống bến Ninh Kiều nha. Hôm nay có thả đèn qua đăng á. Mình đã đi tới đất bến Ninh Kiều rồi quý anh chị và các bạn. Thì trong khu vực này là dành riêng cho người đi bộ nha. Hôm nay thì bà con đổ về đây quá trời đông luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cầu tình yêu coi như thế nào nha. Trước mặt mình thấy bà con tập trung rất là đông ở đằng xa đằng kia. Không biết là khúc đó nó có trình diễn văn hóa nghệ thuật gì không ha. Để đi lại coi xem sao. Ở đây thì hai bên có những cái bức ảnh lưu niệm của 20 năm thành lập quận Ninh Kiều. Ta tập trung ở đây cái gì đông lắm rồi. Cái trò chơi dân gian của đoàn thanh niên. Cái đèn vừa nghệ thuật vào đây lung linh. Đông kinh khủng luôn.
bạn lên. Ở đây thì thấy cầu đi bộ thì xa xa cũng đẹp. Người ta đứng trên cầu đầy đẹp luôn. Quá trời. Hôm nay trăng sáng. Rồi, cũng kết thúc cái buổi trình diễn live cam nghệ thuật. Và con bắt đầu tản về đây cho quý vị bạn xem lại cái sự đông đúc của bà con đi xem. Và quá trời đông luôn. Dòng người đổ về rất là đông. Cảnh toàn người sau khi xem trình diễn xong quá trời đông quý anh chị bạn ơi, đẹp đầu người lắm, quá đông. Để một lát nữa, khi mà người ta về hết thì mình sẽ lên cầu đi bộ trên đó mình quay mấy cái đèn hoa đăng cho quý anh chị và các bạn cùng xem.